mỹ làm thế nào kiềm chế sự cạnh tranh của liên xô nếu như nói sự kiềm chế của mỹ đối với nhật bản là sự kiềm chế trong cùng phe là sự kiềm chế trong nội bộ đồng minh thế thì sự kiềm chế của mỹ đối với liên xô là sự kiềm chế bên ngoài phe là sự kiềm chế đối thủ bên ngoài đồng minh và chiến dịch này là một chiến dịch kiểu marathon kéo dài gần nửa thế kỷ chiến tranh lại phát minh chiến lược của mỹ Khái niệm chiến tranh lạnh là do người Mỹ sáng tạo và đưa ra. Trong một bài phát biểu trước Quốc hội ngày 16 tháng 4 năm 1947, Thượng nghị sĩ Mỹ Bernard Brach lần đầu tiên đưa ra khái niệm chiến tranh lạnh. Từ đó, khái niệm chiến tranh lạnh được lưu truyền và sử dụng rộng rãi. Chiến tranh lạnh trở thành danh từ chuyên dùng trong chính sách sau chiến tranh của Mỹ, đặc biệt là chính sách đối với Liên Xô và đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi và tiếp thu một cách phổ biến. Thế nào gọi là chiến tranh lạnh? Định nghĩa chiến tranh lạnh là gì? Có 3 cách biểu đạt. Thứ nhất là định nghĩa chiến tranh lạnh theo kiểu của Liên Xô. Liên Xô cho rằng chiến tranh lạnh là chính sách mà Mỹ và các nước đế quốc khác vận dụng đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Trước hết là nhằm vào Liên Xô trong khoảng thời gian từ thập kỷ 40 đến thập kỷ 60 của thế kỷ 20 sau chiến tranh thế giới thứ hai. Mục đích là phá hủy và tranh cướp thành quả thắng lợi của nhân dân Liên Xô và lực lượng dân chủ thế giới trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chiến tranh lạnh đã phản ánh lợi ích của giai cấp tư bản lũ đoạn, đặc biệt là giai cấp tư bản lũng đoạn Mỹ được coi là phản động nhất trong thế giới phương Tây. Chiến tranh lạnh chủ yếu là sự đối kháng lợi ích địa chính trị của hai tập đoàn quân sự chính trị lớn trên thế giới. Mâu thuẫn nổi bật nhất giữa hai tập đoàn này biểu hiện ở chỗ, tập đoàn phương Tây coi thường Liên Xô và các đồng minh của Liên Xô trên các lĩnh vực kinh tế, mậu dịch và khoa học kỹ thuật và có ý đồ kiềm chế những nước thuộc phe trục Liên Xô. Thứ hai là định nghĩa chiến tranh lạnh theo kiểu Mỹ. Các học giả Mỹ cho rằng chiến tranh lạnh là sự đối kháng toàn diện giữa các nước có xung đột về lợi ích trừ xung đột trực tiếp về quân sự là trạng thái đối lập đông tây. Thứ ba là định nghĩa chiến tranh lạnh theo kiểu Trung Quốc. Các học giả Trung Quốc cho rằng chiến tranh lạnh là một hiện tượng đối kháng toàn diện giữa phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu và phe tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu. Sự đối kháng này, trừ xung đột quân sự trực tiếp ra, nó liên quan đến các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế và ý thức hệ. Là trạng thái hòa bình nhưng chứa nguy cơ chiến tranh, cũng là một loại chiến tranh được biểu hiện dưới hình thái hòa bình. Chiến tranh lạnh xuất hiện từ bao giờ? Trong vấn đề này, hai đối thủ chủ chốt của cuộc chiến tranh lạnh này có cách nói khác nhau. Tại Liên Xô cũ và Nga có 3 quan điểm. Thứ nhất, lấy cách mạng tháng 10 làm khởi điểm. Thứ hai, lấy việc Mỹ ném bom nguyên tử làm khởi điểm. Cho rằng việc Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945 với mục đích là để đánh Nhật Bản, dân đe Liên Xô và toàn thế giới. Điều này không chỉ giành được thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh với Nhật Bản mà còn thành công trong việc khuếch trương thực lực trước Liên Xô. Từ đó đưa tới việc nổ ra cuộc chiến tranh lại Thứ ba, năm 1947, khi chủ nghĩa Truman xuất hiện. Tại Mỹ thì có 5 quan điểm. Thứ nhất, chiến tranh lạnh là mô hình cơ bản của quan hệ Mỹ-Xô. Chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra sau chiến tranh thế giới thứ hai. Mỹ và Liên Xô căn cứ vào những hiệp nghị ký kết thời chiến tranh để bố trí phạm vi thế lực chính trị của mình. Năm 1947-1948 là thời điểm then chốt, còn tiêu chí chủ yếu là việc thành lập Cục Tình báo Trung ương Mỹ khủng hoảng Berlin, sự kiện tháng 2 ở Tiệp Khắc và chiến tranh Triều Tiên. Thứ hai, chiến tranh lạnh là sự đối lập và cạnh tranh về ý thức hệ. Năm 1917 đến năm 1920 là sự lựa chọn tốt đẹp nhất. Cách mạng tháng 10, Nga Xô rút khỏi chiến tranh, can thiệp vũ trang, thành lập Quốc tế Cộng sản. Thứ ba, cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra vào thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Thứ tư, Chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra từ khi nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ hai. Thứ năm, chiến tranh lạnh bắt đầu diễn ra khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống đất Nhật Bản tháng 8 năm 1945. Tại Trung Quốc, các học giả Trung Quốc cho rằng lý luận kiềm chế của nhà ngoại giao kiêm học giả Mỹ George Kennan đã cung cấp cơ sở lý luận cho tư tưởng tư duy chiến tranh lạnh của Mỹ. Người vén lên bức màn chiến tranh lạnh là phát biểu về bức màn sắt của Churchill tiêu chí cho sự mở đầu chính thức của chiến tranh lạnh là sự xuất hiện của chủ nghĩa Truman. Chiến trường chủ yếu của chiến tranh lạnh là châu Âu, dần dần mở rộng ra toàn thế giới. Các đối thủ chính của cuộc chiến tranh lạnh và Mỹ, đồng minh của Mỹ, Liên Xô và các nước trong khối Warsaw, Trung Quốc và nhiều nước đang phát triển khác bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh này với những mức độ khác nhau. Chiến tranh lạnh thì lạnh ở chỗ nào? chiến tranh lạnh không có mưa bom bão đạn như chiến tranh thế giới không có đầu rơi máu chảy vậy chiến tranh lạnh lạnh ở chỗ nào kỳ thực cái lạnh nhất của chiến tranh lạnh là ở tư duy tư duy chiến tranh lạnh là tư duy giết người không thấy máu mất nước mà không gây chấn động vì vậy nhận thức cái lạnh của chiến tranh lạnh điều then chốt là phải vạch ra bản chất của tư duy chiến tranh lạnh điều gọi là tư duy chiến tranh lạnh chính là quan niệm chiến lược nguyên tắc chiến lược và phương thức chiến lược cơ bản mà Mỹ và Liên Xô dựa vào trong cuộc đọ sức tranh giành bá quyền thế giới là tư tưởng chỉ đạo để Mỹ và Liên Xô hình thành chiến tranh lạnh. Tư duy chiến tranh lạnh về bản chất là tư duy bá quyền. Tư duy của hai bên tiến hành chiến tranh lạnh là tư duy tranh giành bá quyền thế giới, là tư duy tiến hành xoay quanh việc tranh giành bá quyền thế giới. Tư duy chiến tranh lạnh có 6 đặc điểm chủ yếu dưới đây. Thứ nhất, tư duy theo luật rừng. Nhất sơn bất dung nhị hổ. Một núi không thể có hai con hổ. Đây là tư duy của Chúa Sơn Lâm. Nguyên tắc của tư duy chiến tranh lạnh là nguyên tắc theo luật rừng. Coi cộng đồng quốc tế như là khu rừng rậm, kẻ mạnh là chủ, kẻ mạnh làm vua, không cho phép xuất hiện kẻ thách thức, kẻ cạnh tranh. Luôn tìm cách truy tìm đối thủ để gây sức ép kiềm chế. Tư duy chiến tranh lạnh sợ xuất hiện thế giới đa cực, ngăn ngừa việc hình thành thế giới dân chủ. Thứ hai, tư duy đặc quyền lấy lợi ích bá quyền làm lợi ích quốc gia mỗi một quốc gia chủ quyền trong cộng đồng quốc tế đều có lợi ích quốc gia của mình nhưng lợi ích quốc gia không phải là tùy ý vô độ lợi ích quốc gia giống như lãnh thổ quốc gia đều phải có biên giới một trong những đặc điểm và nội dung chủ yếu của tư duy chiến tranh lạnh của các nước tranh giành bá quyền là coi bá quyền thế giới là lợi ích quốc gia của mình để đi tranh giành từ đó khoác cái áo lợi ích quốc gia cho hành vi tranh giành bá quyền thế giới của mình, coi việc cộng đồng quốc tế kiềm chế hành vi bá quyền của mình là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia của họ và từ đó tăng cường chống lại sự kiềm chế của cộng đồng quốc tế. Việc coi bá quyền là lợi ích để tranh giành, coi lợi ích bá quyền là lợi ích quốc gia để tranh giành và bảo vệ. Trên thực tế là lấy việc làm tổn hại lợi ích cộng đồng quốc tế để thỏa mãn lợi ích đặc quyền của quốc gia bá quyền và dân tộc bá quyền thứ ba, tư duy tuyệt đối, lấy nguy hiểm tuyệt đối của đối phương để thực hiện an ninh tuyệt đối với mình. Về mặt an ninh quốc gia, tư duy chiến tranh lạnh biểu hiện thành thuyết an ninh bá quyền. Chính là cho rằng việc đảm bảo an ninh của một cường quốc thế giới chỉ có thể là bá quyền thế giới. Muốn có an ninh thì phải có bá quyền, không có bá quyền sẽ không có an ninh. Vì vậy, để giành được an ninh quốc gia thì phải giành lấy bá quyền thế giới. Thế là lao vào mở rộng quân bị tiến hành chạy đua vũ trang, tìm kiếm ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự, thông qua việc đặt đối phương vào tình thế nguy hiểm tuyệt đối để thực hiện và bảo đảm an ninh tuyệt đối cho đất nước mình. Kết quả, đưa tới chạy đua vũ trang trên toàn thế giới, làm gay gắt thêm cục diện căng thẳng của thế giới, cũng tạo nên sự mất an ninh lớn hơn đối với chính mình. Đưa tới việc càng muốn theo đuổi an ninh tuyệt đối nhưng lại càng rơi vào tình thế không an ninh việc đặt an ninh tuyệt đối của đất nước mình trên cơ sở tuyệt đối không an ninh của nước khác, chứ không phải là xây dựng trên cơ sở an ninh chung, tất sẽ đưa tới các nước đều không có an ninh, hình thành nên tình thế khó khăn về mặt an ninh. Thứ tư, tư duy, trò chơi được mất, tổng bằng không. Trong đó người thắng thu về đúng phần người thua mất. Tư duy chiến tranh lạnh dựa theo quy tắc của trò chơi tổng bằng không để tiến hành một cuộc cạnh tranh ác tính. Hai bên đối kháng đều cho rằng bên này được thì bên kia sẽ mất. Trong quan hệ hai bên, trong cạnh tranh hai bên, không được thì là mất và không thắng thì là bại, không có chuyện cả hai đều thắng, cả hai cùng hưởng lợi. Thứ năm, tư duy bài xích. Một trái đất không thể cùng tồn tại hai chế độ. Ngay từ tháng 3 năm 1947, cựu tổng thống Mỹ Truman đã tuyên bố rằng toàn bộ thế giới nên vận dụng chế độ của Mỹ chỉ khi chế độ của mỹ trở thành chế độ của thế giới thì mới có thể tồn tại theo tư duy của truman thế giới chỉ có thể có một chế độ đó là chế độ mỹ các chế độ khác đều không có quyền tồn tại tư duy chiến tranh lạnh đã kết án tử hình đối với các chế độ xã hội và ý thức hệ khác với mỹ bá quyền mỹ cho rằng nhân quyền dân chủ và văn minh cơ đốc giáo của mỹ bị đe dọa nghiêm trọng bởi nền kinh tế kế hoạch sự khủng bố chuyên chế và thuyết vô thần của các nước xã hội chủ nghĩa. Hai chế độ chính trị kinh tế này, hai phương thức sống này, hai giá trị quan này là mối quan hệ như nước với lửa không thể dung hòa với nhau. Kết quả của sự cạnh tranh và đối kháng giữa hai bên chỉ có thể là sự lựa chọn giữa một trong hai bên. Không bên này thì bên kia. Sứ mệnh của Liên Xô là làm người đào mồ cho chủ nghĩa tư bản Mỹ. Còn sứ mạng của Mỹ là quét chế độ Xô Viết vào bãi rác của lịch sử. Tư duy chiến tranh lạnh không cho phép trên thế giới này tồn tại cục diện một trái đất, hai chế độ hay một trái đất nhiều chế độ. Thứ sáu, tư duy liên minh, không bạn thì là thù. Tư duy chiến tranh lạnh dựa theo việc phân chia ranh giới ý thức hệ. Hai bên xây dựng phe trục cho mình, thực hiện chiến lược đồng minh, tìm kiếm ưu thế địa chính trị, tiến hành đối kháng tập đoàn, đưa toàn bộ thế giới và bộ máy chiến tranh lạnh khiến toàn bộ thế giới bao trùm bầu không khí chiến tranh lại